Em Điền xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với showroom Sài Gòn Ca nha. Showroom Sài Gòn Ca chúng em là một đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán các mẫu xe đã qua sử dụng với các tiêu chí là xe không đâm đụng nè, không tai nạn, không thủy kích, không để tu máy móc hộp số, giấy tờ pháp lý rõ ràng để thuận tiện cho quá trình mua bán và sang tên. Showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm ở số 613, 615 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Ở đối diện là trường Tiểu học Hiệp Bình Phước anh chị, một mặt tiền vô cùng đắc địa luôn nha. Thì hôm nay em Điền sẽ lên sóng báo giá cũng như là cập nhật các mẫu xe mới về, điều chỉnh giá bán lại tất cả các mẫu xe đang có sẵn giao ngay cho quý khách hàng cùng tham khảo và lựa chọn nha. Mở đầu video ngày hôm nay là một mẫu xe vừa mới về tại showroom Sài Gòn Ca buổi chiều ngày hôm nay luôn. Đó chính là một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ anh chị, Chevrolet Trailblazer đời 2018. Con của em Điền là phiên bản LTZ cao cấp nhất, số tự động anh chị ơi. Máy dầu nha, một mẫu là SUV 7 chỗ gầm cao thương hiệu Mỹ cực kỳ chắc chắn luôn, đầm chắc lắm anh chị. Một chủ mua mới từ đầu và xe đăng ký lần đầu vào năm 2019 anh chị, đời 2018 đăng ký vào năm 2019 anh chị ơi. Con xe này thì anh chủ đã lên khá là nhiều đồ cho mình rồi, lên cả màn hình nè, lên cốp điện đầy đủ rồi anh chị nha. Em Điền vừa mới lấy về nên là còn hơi bụi anh chị thông cảm nha. Ngày mai bắt đầu em Điền sẽ cho đi spa lại, dọn rửa cũng như là đánh bóng lại xe để xe nó rất là liền lạc. Con này rất là đẹp luôn anh chị nha, gai lớp của nó còn rất là dày ha, xe Mỹ cực kỳ đầm chắc luôn nè. Đó, đây là phiên bản LTZ anh chị nha, ghế da có ghế chỉnh điện, ga tự động, cruise control đầy đủ luôn. Động cơ máy dầu đi rất là tiết kiệm anh chị. Cái dòng này thì nó sẽ cạnh tranh với các mẫu như là Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero anh chị nha, rất là hầm hố luôn. Trần thì cũng anh chủ bọc ni lông sẵn cho mình rồi, ghế da còn rất là đẹp. Phía sau là anh chủ lên sẵn cho mình là cúp điện rồi anh chị ơi. Anh chủ lên sẵn cho mình là cúp điện rồi nha. Đó, cam kết cho anh chị là con xe này là máy móc nguyên zin. Đó, ốc, cốp, đồ là nguyên zin, keo chỉ là nguyên zin hết, anh chị cứ yên tâm nha. Và mẫu xe này Chevrolet Trailblazer phiên bản LTZ 2018 đăng ký lần đầu vào năm 2019. Cửa hàng Sài Gòn Ca đang chào bán mức giá chỉ có 635 triệu đồng thôi. Chi phí đó bao gồm là chi phí rút hồ sơ thẳng cho anh chị rồi. Anh chị hãy tới đây mình trải nghiệm lái thử cho mẫu xe này nha. Rồi ngoài đây thì em Điền có cho anh chị là 3 mẫu sedan nè. Đầu tiên bên đây đi anh Toàn nè. Con này là Ford Fiesta 2015 phiên bản Sport anh chị. Động cơ của nó là 1.5 cực kỳ nhỏ gọn luôn. Nước sơn bên ngoài là màu bạc và nội thất là ghế da tông màu đen nhé. Con xe này đi cực kỳ cọp luôn chị, chỉ đi có 34.000 km, một chủ mua mới từ đầu năm 2015 luôn. Chiếc xe còn rất là liền lạc ha, thương hiệu Ford cũng là của Mỹ luôn anh chị. Mẫu xe này em Điền bán giá là chưa tới 300. Hôm trước thì em Điền đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 299 triệu đồng và hôm nay giảm cho anh chị còn 290 nha. 290 triệu để sở Ford Fiesta 2015, một mẫu hatchback vô cùng nhỏ gọn cho anh chị mình đi phố, luồn lách trong đô thị rất là dễ dàng. Bên đây em Điền có cho anh chị là một mẫu xe sedan thuộc phân khúc hạng C, cạnh tranh với lại các dòng như là Civic, Elantra hoặc là Toyota Altis, Mazda 3 đó anh chị. Đây là MG5, MG5 phiên bản standard, cũng là phiên bản tiêu chuẩn nè. Đời của nó là 2022. Xe mới lăn bánh chỉ có 25.000 km thôi, bảo dưỡng hãng đầy đủ luôn anh chị. Với thiết kế cực kỳ đẹp, mang nước sơn màu đen nha, rất là cá tính. Mâm thì của nó cũng được sơn đen luôn anh chị nha. Ôi, cái xe rất là cứng nè, độ liền lạc xe cực kỳ cao. Đời cao đi ít nhưng giá tiền vô cùng hợp lý luôn. Em Điền đang bán mẫu xe này với mức giá 418 triệu đồng nhưng hôm nay giảm cho anh chị chỉ còn là 410 cho nó tròn nha, 410 triệu để sở hữu MG5 2022. Tiếp theo là một mẫu xe quốc dân thuộc phân khúc hạng B, Toyota Vios, con của em là phiên bản G, cũng là phiên bản cao cấp nhất rồi anh chị. Đời của nó là 2018, một chủ mua mới từ đầu năm 2018 luôn nha. Bảo dưỡng hãng đầy đủ, đăng kiểm thì còn tới năm 2025, một năm đăng kiểm nữa anh chị. Đó, và con xe này mới lăn bánh với 55.000 km thôi, mang nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu be đặc trưng cái dòng xe Toyota Vios. Con xe này em Điền đang chào bán tại showroom Sài Gòn Ca với mức giá là 388 triệu đồng thôi anh chị nha. 388 triệu đồng để sở hữu Toyota Vios G 2018. Bên trong đây em có trên Điền là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng D, cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Con xe này cạnh tranh với cái còn như là Camry hoặc là Honda Accord nè, Kia K5 nha. Trước mặt anh chị là Mazda 6 nha, đời 2019 phiên bản 2.0 Premium. Xe mang nước sơn màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp, rất là đặc trưng của các dòng xe Mazda anh chị ơi. Đó, màu đỏ pha lê ha, cái màu này khó sơn lắm đó. Và con xe này mới lăn bánh mặt đường chỉ có 58.000 km thôi,
Anh chủ đã lên sẵn cho mình là một cái mặt ga lăng nè anh chị nè, mặt lưới tản nhiệt đời mới cho con xe, rất là đẹp, rất là liền lạc luôn ha, rất là cá tính nè. Nguyên và đặc biệt nha, anh chủ đã lên sẵn cho mình là một dàn lốp mới đát 2024 rồi, 2024 nha. Đó, cực kỳ dày luôn. Con xe này em liền bán bằng một con Vios G đời mới thôi, hơn một tí thôi. 588 triệu nha, 588 triệu để sở hữu Mazda 6/2019 màu đỏ pha lê, rất là đẹp luôn chị nha. Phía bên kia anh Toàn đi qua thì hôm nay em điền nhận cọc được một con Nissan X-Trail. Đó, nhận cọc nha. Con này bên em sẽ bao ra tên cho khách, khách đợi có biển mới thì bên em sẽ bàn giao luôn. Nissan X-Trail 2016 bên em đã nhận cọc rồi nha anh chị nha. Màu cam rất là đẹp ha. Con này là bản cao cấp nhất rồi á. Bản 2.5 SV nha. Tiếp tục là một mẫu sedan hạng B. Con này là Mazda 2 đời 2023. Đời cực kỳ cao luôn. Phiên bản của nó là 1.5 AT. Đây là phiên bản tiêu chuẩn anh chị. Giá thành rất là hợp lý. Xe là hiện tại lăn bánh 30.000 km. Một chủ mua mới từ đầu nha. Đó, sedan hạng B anh chị nha. Thương hiệu Mazda. Mang nước sơn bên ngoài là màu trắng, rất là dễ sử dụng. Nội thất là ghế nỉ anh chị ơi. Ghế nỉ tông màu đen nha. Đó, và con xe này mới lăn bánh 30.000 km. Em Điền đang chào bán tại showroom Sài Gòn K với mức giá là 399 triệu đồng. Anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng từ 50 tới 70 triệu đồng so với mua một con xe mới đắt 2024. Con này đi 2023 bán 399 bao gồm chi phí rút hồ sơ nha. Bên cạnh anh đi em Điền là một mẫu xe hạng D nữa, cạnh tranh với Mazda 6 ngoài kia. Đây là Toyota Camry, Toyota Camry phiên bản 2.0Q nha. 2.0Q đời của nó là 2022, đời rất là cao. Nước sơn bên ngoài quay cận cảnh nó là màu đen nâu anh chị nha, màu đen nâu rất là sang luôn, ra nắng phải nói là nổi bật. Con xe này em Điền chào bán rẻ hơn thị trường đâu đó tầm khoảng 70 tới 90 triệu đồng vì một lý do duy nhất. Một điểm trừ duy nhất là con xe này anh chủ đi hơi nhiều một tí, anh chủ đi 87.000 km sau 2 năm sử dụng. Ngoài ra thì con xe này không có một cái lỗi nào khác cả anh chị, đi nhiều nên em bán rẻ hơn, đúng với chất lượng của xe nha. Và em Điền đang chào bán mẫu Toyota Camry 2022 này, bản 2.0Q nha. Tại Sài Gòn K mức giá là 995 triệu đồng thôi anh chị, 995 triệu đồng nha. Con này mà DS nè, đúng với giá thị trường đâu đó tầm khoảng 1.070, 1.090 lận anh chị, em Điền bán chỉ có 995 triệu đồng thôi. Kế bên là một mẫu Kia Cerato, giá cực kỳ hợp lý luôn cho anh chị, mà con xe này chất lượng lắm, rất là cọp luôn nha. Kia Cerato 2018 được anh chủ đăng ký lần đầu vào năm 2019 là anh chị lời được một năm sử dụng rồi nè. Con này là bản số sàn anh chị, động cơ của nó là 1.6, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn nha. Anh chị có thể về mình đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh dịch vụ, chạy taxi cũng rất là ok luôn á. Con xe này mới lăn bánh chỉ có 69.000 km thôi, 69.000 km. Được anh chủ bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ ở trong hệ thống của hãng luôn anh chị ơi. Đó, móc tiếp theo là 70.000 km, vừa mới hết bảo dưỡng đấy thôi anh chị ơi. Đó, bảo dưỡng đầy đủ nên anh chị cứ yên tâm về chất lượng của xe nha. Xe còn đăng kiểm rất là dài nè. Tới tháng 7 năm 2026 là con xe này hôm trước em liền bán cho anh chị là 375 triệu, nhưng hôm nay giảm lọc cho anh chị nha. Giảm cho anh chị tròn là 370 triệu thôi. 370 triệu để sở hữu Kia Cerato 2018, đăng ký 2019 nha. Tiếp theo, kế bên em Điền là một mẫu MPV đô thị có trục cơ sở rất là dài luôn. Đây là Kia Sedona. Đó. Kia Sedona đời 2020 anh chị nha, đời cao. Mà giá thành rất là hợp lý vì con này là bản máy dầu tiêu chuẩn, bản thấp á anh chị. Bản thấp tiêu chuẩn, xe hiện tại đi 58.000 km, một chủ mua mới từ đầu năm 2020 luôn. Chất xe rất là đẹp nha, chạy ít nữa. Mang nước sơn màu trắng, cái màu trắng trên Sedona lúc nào cũng bán chạy hơn tất cả các màu còn lại luôn anh chị. Và mẫu xe này bên Sài Gòn Ca đang chào bán giá chỉ có 825 triệu đồng thôi, trên lệch khoảng đâu đó tầm 70 tới 90 triệu so với là một con xe bản full nha. Tại vì trang bị nó thiếu tầm đâu đó khoảng 4-5 trang bị anh chị. Đó, 825 triệu đồng để sở hữu Kia Sedona 2020, bản máy dầu tiêu chuẩn anh chị. Tiếp theo là một mẫu Mazda CX-8, lại là cái màu đỏ pha lê đặc trưng của Mazda thì rất là đẹp luôn ha. Mazda CX-8 2020 phiên bản premium một cầu anh chị, xe hiện tại lăn bánh 44.000 km về bên em Điền đang chào bán với giá chỉ có 838 triệu, nhưng hôm nay giảm, tiếp tục giảm cho anh chị nha. CX-8 hôm nay giảm còn 825 triệu thôi anh chị, giảm cho anh chị là 13 triệu đồng tiền mặt nha. 825 triệu để sở hữu Mazda CX-8 2020. Rồi, bên đây là một dòng xe đến từ thương hiệu nội đồng có đá Toyota Rush anh chị. Toyota Rush đời 2019 phiên bản 1.5 AT số tự động. Đó. Con này thì nó cạnh tranh với các dòng như là Xpander, XL7, nhưng mà ăn tiền một chỗ là con này dẫn động cầu sau anh chị ơi. Đó, anh chị rất là thích dẫn động cầu sau đúng không? Đi nó khỏe, nó đẩy tốt hơn.
Toyota Rush 2019 phiên bản 1.5 AT, xe này hiện tại lăn bánh 70.000 km chuẩn luôn anh chị nha. Bên em đang chào bán với mức giá là chỉ có 485 triệu thôi, 485 triệu cho Toyota Rush 2019 nha. Màu này là màu nâu nho anh chị, rất là sang luôn ha. Tiếp theo là một mẫu xe đến từ nhà Mitsubishi anh chị ơi, Mitsubishi Outlander đời 2020. Phiên bản của nó là 2.0 CVT, là phiên bản thấp đó anh chị. Giá thành hợp lý ha, mang nước sơn bên ngoài là màu nâu. Con xe này thì một chủ mua mới từ đầu năm 2020. Xe hiện tại lăn bánh 60.000 km, được bảo dưỡng trong hệ thống của hãng Mitsubishi là đầy đủ. Lịch sử nó rất là đầy đủ anh chị, nên anh chị cứ yên tâm về chất lượng của xe nha. Và con xe này em Điền đang chào bán với mức giá là 645 triệu đồng cho Mitsubishi Outlander 2020. Bên cạnh em Điền đây là một mẫu xe đàn em của Outlander luôn. Đây là Mitsubishi Xpander đời 2021, cũng là số tự động, động cơ 1.5 anh chị nha. Mang nước sơn màu nâu. Hiện tại xe lăn bánh 57.000 km. Và đặc biệt nha anh chị, mua con xe này rất là nhanh gọn, rất là lời nè. Rồi thời gian anh chị, con xe này em Điền đã cho rút hồ sơ sẵn rồi. Anh chị muốn về mình đóng thuế nè, sang tên bấm biển mới, chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi là có biển mới, mình di chuyển trong thành phố rồi. Là con xe này em Điền đang bán cho anh chị với mức giá là 538 triệu đồng nha, 538 triệu đồng. Nhưng hôm nay lại tiếp tục giảm giá cho anh chị, còn chỉ còn 525 triệu đồng thôi, 525 triệu đồng để sở hữu Mitsubishi Xpander 2021 nha. Tiếp theo là một mẫu SUV cực kỳ lướt đến từ thương hiệu Toyota, quá là quen thuộc luôn anh chị. Đây là Toyota Fortuner đời 2022 nha. Đó, phiên bản máy dầu một cầu, mang nước sơn là màu vàng đồng anh chị ơi, màu vàng đồng nha. Xe hiện tại lăn bánh mới lướt chỉ có 13.000 km thôi anh chị, nên chắc xe anh chị xem nè. Đó, gần như là một con xe mới luôn, không có dấu hiệu chề xước gì cả anh chị, từ cái pha đèn cho tới các chi tiết mạc rơm hoặc là nước sơn vẫn còn cái độ bóng của nó. Đó, lớp thì zin theo xe cả vàng rồi, đi 13.000 cây không thể nào mà thay lớp được anh chị nha, rất là dày luôn ha. Và đặc biệt con xe này em Điền bán cho anh chị với mức giá chỉ có 999 triệu thôi, giá thì bên em vẫn còn thương lượng cân đối giá cho anh chị tới xem xe, trải nghiệm xe nha. Anh chị sẽ tiết kiệm đâu đó tầm khoảng hơn hoặc là gần 100 triệu so với một mua một con xe mới nha. Và anh chị mua con xe mới Fortuner 2024 sẽ bị cắt đi một vài option nhé, anh chị cứ cân nhắc mà lựa chọn con này. Tiếp theo là lại là một em Mazda CX-8 nữa, nhưng mà con này là màu trắng, dễ xài, dễ sử dụng hơn anh chị. Mazda CX-8 đời 2022, phiên bản premium 2 cầu. Đây cũng là cái phiên bản mà nó cao cấp nhất rồi, xe đi lướt chỉ có 20.000 km thôi anh chị nha. Đó, rất là mới luôn. Đó, em chị quay cho anh chị cái nội thất bên trong xe để xem chất xe nó như thế nào nè anh chị. Đó, C8 em hiện đang còn hai con cho anh chị nha. Đó, trang bị gần như là đầy đủ cho mình luôn. Hệ thống âm thanh của nó là lapo anh chị, lapo cao cấp. Ghế da nắp 3. Đó, ghế da nắp 3, phanh tay điện tử, cửa phanh tay điện tử nè. Chế độ lái, hai chế độ lái, ga tự động cruise control, bám đuôi, giữ làn đường, cốp điện, camera 360. Rất là đầy đủ luôn, gần như là không thiếu bất cứ thứ gì luôn anh chị. Phía trước logo của nó còn có hệ thống an toàn của Mazda là iActive Sense nè anh chị nha. Logo có radar, có hệ thống an toàn iActive Sense. Đó, rất là tiện luôn. Và con xe này em Điền đang chào bán tại showroom Sài Gòn Cao với mức giá chỉ có 968 triệu đồng thôi. Và tiếp tục là giảm giá mẫu xe này cho anh chị nè, 955 thôi, 955 triệu nha. Đó, rất là hợp lý nha, giảm cho anh chị 13 triệu tiền mặt khi mua con xe này. Tiếp theo là lại là đàn em của C5 nên chị, đàn em của C8 luôn, Mazda CX-3 nhá. Mazda CX-3 2022, phiên bản Deluxe, phiên bản này phiên bản tiêu chuẩn đó anh chị. Đời 2022 đi lướt chỉ có 18.000 km thôi anh chị nha, anh chị cứ yên tâm. Xe này hiện tại mang biển số Đà Nẵng nha, anh chị cứ yên tâm nha. Xe này không chạy ở miền Trung đâu, anh chị cứ yên tâm về vấn đề mà ngập nước hoặc là thủy kích. Con xe này anh chủ lấy biển ở quê ở Đà Nẵng, nhưng mà anh chủ sử dụng ở tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tới bây giờ, nên anh chị cứ yên tâm về chất lượng của xe. Xe bên em thì cho anh chị check test thoải mái, thợ thầy hoặc là hãng bất cứ ở đâu cũng được anh chị ơi. Và con xe này em Điền đang chào bán với mức giá là 525 triệu đồng để sở hữu Mazda CX-3 2022 phiên bản Deluxe nha. Tiếp theo là một mẫu xe 5 chỗ nữa, to hơn một tí. Mazda này CX-5 anh chị ơi, Mazda CX-5 2020. Phiên bản của nó là premium 2, động cơ 2.0 nha. Xe này lăn bánh 70.000 km, một chủ mua mới từ đầu. Bảo dưỡng hãng đầy đủ, full lịch sử ở trong hệ thống của hãng. Cái nước sơn bên ngoài là màu xám lông chuột nha. Đó. Ngoài cái nước sơn màu đỏ pha lê thì em Điền thấy cái màu nước sơn màu này của Mazda cũng vô cùng là đẹp khi mà mình di chuyển ở ngoài nắng luôn anh chị, rất là chói luôn ha, rất là đẹp luôn á. Và con xe này em đưa bên cửa hàng Sài Gòn Ca đang chào bán mức giá chỉ có 718 triệu đồng để sở hữu Mazda CX-5 2020 phiên bản premium này nha. Tiếp theo vô trong đây nè,
Vô trong đây em liền có cho chị là một dàn xe Kia Sedona luôn nha. Ở nhầm, một dòng xe hãng Kia luôn. Đầu tiên là một con Kia Sedona 2020 anh chị nha, giống như con ngoài kia. Nhưng mà con này là phiên bản full, bản này bản cao cấp nhất, bản DATH động cơ máy dầu 2.2D nha. Hiện tại xe lăn bánh 68.000 km, mang nước sơn là màu đỏ mận nha, rất là đứng tuổi luôn chị. Đó, và con xe này bên em cũng đã rút hồ sơ sẵn cho quý anh chị mình rồi, sang tên ra biển mới chỉ tốn tầm 1 buổi 2 buổi trong ngày thôi. Đó, con xe này bên em đang chào bán mức giá là 899 triệu đồng nhưng tiếp tục giảm giá cho anh chị. Tương đối giá lại chỉ còn 888 triệu đồng thôi, một con số rất là đẹp nha. 888 triệu đồng Kia Sedona 2020. Tiếp theo là một dàn xe Kia Sorento cho quý anh chị cùng tham khảo và lựa chọn luôn nè. Đầu tiên bắt đầu tiên là một con xe đời thấp nhất Kia Sorento 2016, con này là bản full nha anh chị nhé. Bản full mình sẽ có rửa đèn, có cảm biến đầy đủ hơn, có đề nổ start top, có cả cửa sổ trời nữa nha. Hiện tại con này lăn bánh 60.000 km, Kia Sorento 2016 phiên bản GATH cũng là phiên bản cao cấp nhất máy xăng nhé. Em đang chào bán mẫu xe này với mức giá chỉ có 518 triệu đồng thôi anh chị, 518 triệu đồng nha. Rồi, lướt qua bên đây mình sẽ có một con đời 2020 nhưng mà giá thành hợp lý chị, vì đây là phiên bản tiêu chuẩn anh chị. Kia Sorento máy xăng tiêu chuẩn 2020 đi chỉ có 56.000 km thôi, một chủ mua mới từ đầu, ô đô chuẩn 56.000 km anh chị, yên tâm về chất lượng của xe nha. Và con xe này em hiện đang chào bán tại showroom Sài Gòn K chỉ mức giá là 625 triệu thôi, giá đã bao gồm chi phí rút hồ sơ và vẫn còn cân đối giá cũng như là bớt lọc thêm cho anh chị nữa nha. Con xe cuối cùng cho video ngày hôm nay là Kia Sorento đời 2017, phiên bản cũng là máy xăng tiêu chuẩn luôn anh chị. Con xe này lăn bánh 55.000 km, mang nước sơn màu bạc nhé. Con này rất là đẹp luôn. Con này hiện tại bữa hôm trước thì bên em cửa hàng Sài Gòn K chào bán mức giá là cũng 518 triệu đồng. Hôm nay là cân đối lại giá, giảm cho anh chị chỉ còn 508 triệu đồng thôi. 508 triệu đồng để sở hữu Kia Sorento 2017 máy xăng tiêu chuẩn nha. Vừa rồi thì em Điền cũng đã báo giá xong tất cả mẫu xe có sẵn giao ngay tại showroom Sài Gòn K. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình 0 03636 79120 hoặc là số điện thoại hotline ở góc màn hình anh chị nha. Và anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ liên hệ trực tiếp hoặc là mình lên đây mình trải nghiệm lái thử thoải mái xe bên em thì có cam kết về chất lượng tuyệt đối cho anh chị nên anh chị cứ yên tâm nha. Rồi, lời cuối xin chào quý anh chị và hẹn quý anh chị xong video ngày mai nha.